Dạ vâng, xin chào tất cả mọi người đã trở lại Nhật Tàng TV. Thì mấy ngày nay cũng trên mạng xã hội đã xôn xao về cái câu chuyện mà gamer Dương Nguyễn cũng đã lên để xúc phạm và gia đình cố nghệ sĩ Chí Tài khi cố nghệ sĩ Chí Tài vừa mới qua đời. Thì anh này đã đăng rất là nhiều dòng trạng thái trên Facebook cũng như YouTube và anh ấy đã live stream trực tiếp khi nói một cách gọi như là xúc phạm cay đắng và rất là mạnh đối với gia đình cố nghệ sĩ Chí Tài. Khi anh ấy nói rằng là cố nghệ sĩ Chí Tài là không hạnh phúc với người vợ và người vợ không có quyền gì đưa cố nghệ sĩ Chí Tài về bên Mỹ, khi sống thì không ở với nhau mà khi mất thì lại muốn gặp nhau. Thì anh này phát ngôn trên mạng xã hội với rất là nhiều cái câu mà trái ngang ngang trái và anh ta tự luận điệu theo cái cách thức của anh ta nói. Thì trong cái quá trình mà anh ta phát ngôn lập ngôn trên mạng xã hội thì được rất là nhiều người ở trong cộng đồng mạng xã hội, nhất là các thành phần bên các nghệ sĩ, danh nghệ sĩ, người ta cũng đã tìm đến tận nơi. Anh ta có một phòng tập gym ở quận Bình Tân và cuối cùng thì một nhóm các nghệ sĩ có nổi tiếng cũng đã kéo nhau đến khu vực phòng tập gym của anh ấy tại quận Bình Tân. Và trong cuộc nói chuyện đó thì đã có một cái sự thương thảo nhất định nào đó khi tất cả các nghệ sĩ cũng đã đem rất là nhiều những cái cuốn sách lớp 1 dạy đạo đức để đưa cho anh ta đọc và bắt anh ta phải có những cái động thái xin lỗi đính chính trước những cái thông tin anh ta đưa ra. Và anh ta đã làm những cái vấn đề đó khi anh ta cũng đã đứng lên xin lỗi tất cả mọi người và xin lỗi gia đình cố nghệ sĩ Chí Tài cũng như các nghệ sĩ. Nhưng liệu cái hành vi này của anh ta có bị vi phạm pháp luật hay không? Thì chắc cú là mọi người đang cần rất là quan tâm khi anh Duy Nguyễn này đã có động thái xin lỗi, nhưng mà liệu có thoát được cái sự việc này hay không? Thì sau đây Lực Tàng sẽ cho tất cả mọi người biết được cái câu chuyện thực hư nó như thế nào. Nếu như gia đình của cố nghệ sĩ Chí Tài làm đơn thì chắc cú anh này sẽ vi phạm pháp luật vì tội bôi nhọ danh dự phẩm giá của một người khác. Thì mọi người nên nhớ rằng không phải cố nghệ sĩ Chí Tài mất đi là không có quyền, mà cố nghệ sĩ Chí Tài mất đi vẫn còn quyền vì không ai được phép bôi nhọ danh dự phẩm giá của một người khác, mặc dù người sống hay là người đã mất. Thì sau đây mời tất cả mọi người vào cái bộ luật của đất nước Việt Nam chúng ta về cái câu chuyện này, xem anh gamer Dương Nguyễn này sẽ bị xử phạt như thế nào trong thời gian sắp tới và liệu có vi phạm pháp luật hay không. Rồi mời tất cả mọi người. Có bị phạt khi phát ngôn tiêu cực về cố nghệ sĩ Chí Tài, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự người khác, kể cả với người đã chết, có thể bị phạt cảnh cáo, phạt tiền 10 đến 30 triệu đồng. 2 ngày qua, nhiều nghệ sĩ bày tỏ thái độ bức xúc, tức giận trước việc gamer Duy Nguyễn đăng clip có những phát ngôn tiêu cực về chuyện đời tư, gia đình của cố nghệ sĩ Chí Tài. Sáng ngày 14 tháng 12, hàng trăm người kéo đến phòng gym ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để đòi gặp Duy Nguyễn. Ngay sau đó, gamer này đã đăng clip xin lỗi cố nghệ sĩ Chí Tài, thân nhân và người hâm mộ của cố nghệ sĩ. Việc đăng clip có những lời lẽ xúc phạm đến cố nghệ sĩ Chí Tài có thể bị xử lý ra sao? Luật sư Trần Minh Hùng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, người đã chết cũng có quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín theo điều 34 Bộ luật dân sự năm 2015. Theo đó, thân nhân có quyền yêu cầu tòa án bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người đã mất. Việc bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của người đã chết có thể được thực hiện theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc con đã thành niên. Trường hợp không có người này thì yêu cầu của cha, mẹ của người đã chết. Điều này có nghĩa là vợ của cố nghệ sĩ Chí Tài sẽ là người có quyền yêu cầu thực hiện bảo vệ danh dự, nhân phẩm cho ông. Nếu xúc phạm danh dự, nhân phẩm đó gây thiệt hại cho người chết, chẳng hạn như bị vu oan, bêu rếu mà việc làm ăn kinh doanh của gia đình người bị chết bị ảnh hưởng, hoặc những thông tin xấu mà nhiều người bên gia đình người bị chết bị xã hội lên án chỉ trích ảnh hưởng danh dự, thì những người trực tiếp liên quan cũng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo khoản 5 điều 34 Bộ luật dân sự. Những khoản thiệt hại được bồi thường do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm chi phí hợp lý để hạn chế khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm, thiệt hại khác do quy định. Người chịu trách nhiệm phải bồi thường nhiều khoản nêu trên và thêm một khoản nữa để bù đắp, cao nhất là 100 lần mức lương cơ sở.
Ngoài ra, theo luật sư, nếu hành vi xúc phạm ở mức độ nặng nề thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo quy định khoản 5, điều 62 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, trường hợp bị hại đã chết, mất tích, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì người đại diện thực hiện quyền và nghĩa vụ của người bị hại. Có nghĩa là việc một người đã mất sẽ không ảnh hưởng nhiều tới quyền của họ trong tố tụng, vì lúc này người đại diện của họ sẽ thay đổi họ thực hiện hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm đến mức chịu trách nhiệm hình sự, được quy định tại điều 155 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Cụ thể, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Để xác định hành vi xúc phạm đến mức độ nghiêm trọng hay không, cơ quan điều tra tiến hành xác minh làm rõ, thực hiện nghiệp vụ để đánh giá mức độ hành vi để xử lý theo quy định. Để tiến hành các bước tiếp theo thì gia đình người đại diện của người chết phải có đơn yêu cầu. Tất cả mọi người cũng đã nghe được rồi ạ. Bộ luật của Việt Nam chúng ta nó có từng luật hết. Làm cái gì mà không cẩn thận là chúng ta sẽ vi phạm pháp luật ngay. Không phải lên trên mạng xã hội thích nói gì là nói, đúng không ạ? Bây giờ chỉ cần gia đình hoặc là người thân thuộc của cố nghệ sĩ Chí Tài yêu cầu, tức là làm đơn khởi kiện, thì chắc cú anh em mơ Duy Nguyễn này sẽ bị phạt trong thời gian tới. Nhẹ nhất thì anh ta cũng sẽ bị phạt từ 10 đến 30 triệu đồng. Tức là tùy thuộc vào cái hành vi, tùy thuộc vào cái thiệt hại mất đi của gia đình nhà cố nghệ sĩ Chí Tài thì người ta sẽ đưa ra những cái khung hình phạt nhất định. Và nếu như mà nặng thì có thể anh này sẽ lĩnh án của pháp luật. Đó, thì bộ luật của chúng ta là nó có nói rõ người sống cũng như người mất đều được có quyền bảo vệ danh dự phẩm giá, không ai có quyền được bôi nhọ. Khi người mất là nhưng có nghệ sĩ Chí Tài là một người rất là nổi tiếng và nó rất là quan trọng trong cuộc sống cũng như công việc của gia đình nhà cố nghệ sĩ Chí Tài, nhưng đến hiện tại bây giờ anh gamer Dương Nguyễn này đã lên và đã bôi nhọ và đã làm mất đi phẩm giá của người khác và ảnh hưởng rất là nhiều đến công việc làm ăn cũng như là cái cuộc sống sau này của gia đình nhà cố nghệ sĩ Chí Tài, thì gia đình có quyền yêu cầu bồi thường và có quyền có đơn khởi kiện để xử lý anh gamer Duy Nguyễn này theo đúng quy định của pháp luật. Đấy, cho nên là anh gamer Duy Nguyễn này chưa chắc là đã thoát được tội đâu. Khi hiện tại bây giờ là hôm qua là tất cả các nghệ sĩ cũng như các anh hùng đã đến để xử lý anh gamer Duy Nguyễn này, nhưng cái đó chỉ là xử lý theo cái kiểu tình người với nhau, nhưng còn pháp luật, còn gia đình cố nghệ sĩ Chí Tài chưa lên tiếng, thì liệu trong thời gian sắp tới gia đình cố nghệ sĩ Chí Tài có lên tiếng hay không? Và hiện tại bây giờ thì cố nghệ sĩ Chí Tài đang trong cái giai đoạn chưa được mai táng, chưa được an táng xong và đang nằm ở nhà quần family, thì tất cả mọi người biết là mọi người đang rất là đau buồn và bên gia đình cố nghệ sĩ Chí Tài cũng rất là đau buồn. Nhưng khi nghe được những cái thông tin của anh gamer Duy Nguyễn này xúc phạm một cách rất là nặng nề như vậy, thì liệu gia đình nhà cố nghệ sĩ Chí Tài có bỏ qua khi xong cái đám tang này hay không? Chỉ cần một lá đơn nho nhỏ nhẹ nhẹ thôi là anh gamer Duy Nguyễn này sẽ bị dính cái này cái kia của pháp luật ngay lập tức. Chắc cú nếu như có đơn là số tiền phạt từ 10 đến 30 triệu đồng là cái đó là đầu tiên. Cái thứ hai đi sâu vào cái vấn đề mà nếu anh ta đã bôi nhọ quá mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng thì anh này sẽ dính đến án của pháp luật, sẽ bị bóc lịch đó mọi người. Đó không phải là bình thường đâu mọi người ạ. Thì bây giờ anh ta đã có một cái sự hối hận thì chắc có khả năng tất cả mọi người trên cộng đồng mạng cũng đã có một cái ý kiến gọi như là bỏ qua cho anh ấy, nhưng mà sự thực làm đúng theo quy định của pháp luật thì chưa chắc là có thể bỏ qua, đúng không mọi người? Và trong cái những cái buổi phân tích của tàng thì cũng đã rất nhiều người vào nói là anh gamer Duy Nghĩa này làm đúng chứ không sai. Thì tất cả mọi người hãy nghĩ đi, nếu như mình xếp vào địa vị của mình, gia đình nhà mình có một chuyện như vậy mà có người đứng lên xúc phạm lăng mạ và nói một cách ngang ngược ngông cuồng như vậy thì tất cả mọi người có đồng ý hay không? Anh ta nói đúng ở theo một cái khía cạnh, tức là anh ta có quyền trong cái gia đình đó, anh ta thích làm gì anh làm, nhưng đây là cái câu chuyện của một gia đình khác, câu chuyện của một gia đình có nghệ sĩ Chí Tài, cho nên anh ta không có quyền tham gia. Và anh ta lên nói những cái lời cực kỳ xúc phạm và cực kỳ gọi như là không thể nào chấp nhận được. Và xã hội dư luận đánh giá anh ta là hoàn toàn đúng chứ không sai. Và
anh ta cũng đã chịu lỗi, nhận sai. Nhưng trong thời gian sắp tới chưa chắc anh ta đã thoát được cái này cái kia của pháp luật. Thì Lập Tàng TV sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới liên quan đến cái sự việc này để gửi tới tất cả mọi người trong những tin tức tiếp theo. Rất cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ạ.